Bạn, chào bạn quay lại channel của mình. Đây, mình sẽ đưa bạn đi lấy nước. Nước về uống các bạn, về ăn. Này cô gái. Này cô gái Lào. Mình em thắm tay. Đẹp không đẹp, không đẹp. Đang di chuyển lên. Đang đi khoảng đường lấy nước. Dây chun thôi. Không đẹp, không đẹp, không đẹp. Thế mình đi tốc độ cao ra chỗ đi lên. Mình cắm camera, cắm cái ấy vào camera các bạn. Hơi bị lỏng cái này. Nguồn này các bạn đây. Đấy, và cái áo. Đầu đang xuất phát. Nước các bạn. Mình đã đi ra, mình hơi mệt. Hơi mệt tí. Là vẫn cứ đi thôi. Cuộc đời là những chuyến đi, ta đi trên rừng em. Không đẹp. Giờ mình quay bạn thấy cái đường ống dây nước các bạn. Mệt quá. Mới đi được tí mà hơi bị mệt các bạn. Cuộc đời là vách núi, là tường mây, em tiếng hát xa vời một mai. Nghỉ các bạn đây,
mệt nhí thôi. Còn các anh đang chỗ đây để ống nước te tua đây các bạn. Rồi mày mình tưởng ai lấy thì xong. Này vừa khỏe mình đi bình thường, mình mệt mình không đi đâu. Thôi mình kết thúc clip đây rồi. Đoạn đường mình đang đi lấy nước toàn rừng thôi. Chào bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye. See you again. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Chúc bạn ngày mới vui vẻ nha. Rồi 7 giờ thôi. Bye.